Còn trên tuyến quốc lộ 1K đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương thuộc địa phận phường Bửu Hòa, Hóa An, thành phố Biên Hòa đã xảy ra ngập sâu vào chiều tối qua. Theo đó, từ khoảng 17 giờ hôm qua, cơn mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã khiến đoạn quốc lộ 1K với thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện tình trạng ngập. Đến khoảng 18 giờ tối qua, nước mưa đổ dồn từ hướng tỉnh Bình Dương, đoạn đầu dốc và tỉnh Đồng Nai ở cuối dốc gây ngập sâu trên diện rộng. Tại địa phận tỉnh Đồng Nai, khu vực ngập kéo dài khoảng 1 km từ vị trí giáp ranh tỉnh Bình Dương đến vòng xoay cầu Hang. Do đây là tuyến đường huyết mạch để từ tỉnh Bình Dương đi tỉnh Đồng Nai nên tình trạng ngập đã gây ra ùn tắc cục bộ tại khu vực này. Nhiều vị trí ngập sâu khoảng nửa mét khiến các loại phương tiện xếp hàng không dám di chuyển qua. Không chỉ vậy, hàng chục xe máy đã bị chết máy và giác bộ khi cố gắng di chuyển qua khu vực ngập ở nơi giáp ranh của hai tỉnh. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tình trạng ngập vẫn chưa chấm dứt.